Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua Java Fuoco. Đây là một mẫu xe đua mà về cũng khá nhiều bên em. Đây là một dòng xe cao cấp của hãng Java được trang bị bộ group của Shimano 105. Khung nhôm siêu nhẹ và càng carbon. Càng carbon các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là chiếc xe Java Fuoco. Với lần về Java Fuoco này thì giá sẽ tốt hơn. Nhưng trước đây em bán đã tốt hơn một chút các bạn nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%. Chiếc xe còn ổn. Đây là mẫu xe đua chuyên nghiệp cho các bác mà đi tìm những chiếc xe đua cấu hình 105. Chiếc khung nhôm dẹp. Nhôm dẹp không nhỉ? Tối ra lướt và giảm cái lực chém gió cho xe chém gió tốt hơn, không bị sức cản của gió nhiều. Không muốn theo bánh. Bác thấy là rất là khung lều khung dẹp. Mẫu Java Fuoco này thì bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Fuoco các bác. Phóng viên DK. Và lần này về thì theo xe thì em thấy được lắp chiếc bọc yên cho em mông hơn. Các bác thích có thể tháo cái này ra. Trên xe thì có cờ của nước Ý đây, thương hiệu của Ý. Java này thì quá nổi tiếng rồi, các bác có thể những bác nào tìm hiểu qua về xe thì có thể biết thương hiệu này đến từ xuất xứ nước Ý. Và đây dưới khung thì có tem con size 50 các bác nhé. Theo size 50 của các bác từ 1m65 đến trên 1m7. Vâng, xe vẫn được trang bị dây âm sườn cao cấp. Đây đi âm sườn các bác nhé. Đùi trục rỗng của DK. Vâng, DK là một hãng làm phụ tùng độc quyền của hãng Java này. Bên trên đây thì sẽ được nâng cấp lên một số đồ phụ tùng của Uno. Quấn khá là mới đây. Vâng, và xe được sử dụng một tay lắc cao cấp của Shimano 105. Bên này bên lít. Bên đĩa 105 các bác nhé. Bộ phanh ba mảnh. Càng carbon. Vâng, và càng này thì em đánh giá đã qua sử dụng rồi. Thì có một ít vết xước sơn nhẹ đây. Chỉ xước sơn thôi. Không đáng kể. Rồi và đây là lốp Michelin, lốp hiệu. Lốp còn khá là mới thôi nhá. Rồi chủ trước thì mới thay một bộ đôi lốp hiệu vào thôi. Thông số lốp thì vẫn là đây, có logo Michelin này. Thông số lốp thì vẫn là 700 x 23C.
lốp thông thường của dòng xe đua. Xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 10, 11 tầng lít và 2 đĩa. Cho xe 22 tốc độ. Bù đề cao cấp của Tino 105. Lốp sau cũng là lốp Michelin nữa nhé. Lốp hiệu. Giờ sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị 11 tầng lip. Phủ đề của Shimano 105 lên lip. Rồi chuyển hướng rất tốt các bạn nhé. 11 tầng lip. Tầng lip. Tiến tay phải là phủ đề gạt đĩa của 105 các bạn nhé. Gạt đĩa. Đùi đĩa 2 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đùi đĩa trục giống DK. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe đua đến từ thương hiệu Ý Java. Chiếc xe cao cấp được trang bị cấu hình của 105 và càng carbon cùng hợp kim nhôm siêu nhẹ. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 12.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác mà chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7093 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về đại cửa em. Chào, cảm ơn các bác theo dõi video.